chính thức. Đấy. Thì em cũng mới biết qua cái thông tin là các hàng nông sản như thanh long ở các địa phương Nam Bộ có nguy cơ không được xuất khẩu sang Trung Quốc. Thì cái nguồn tin này thực ra mà nói thì cái nguồn tin ấy nó chưa có sự kiểm chứng. Đúng rồi, Nhưng nó chưa mà có nếu như truyền thông. mà cái sự việc này mà xảy ra thì em cũng nghĩ là điều dĩ nhiên thôi. Kể cả việc thông tin mà có 2.000 khách du lịch hủy tour sang Việt Nam, hoặc là chính phủ Trung Quốc đề nghị khuyến cáo người dân Trung Quốc không sang du lịch Việt Nam trong 3 tháng, thì cái này cũng hợp lý thôi. Bởi vì là với những cái tình hình bạo động như vậy thì nếu như em là một người dân Trung Quốc thì em cũng không muốn sang Việt Nam du lịch nữa. Rất là sợ luôn. Em có một vài bạn là người Hoa, là người Việt gốc Hoa, cũng ở Việt Nam cũng khá lâu rồi. Nhưng mà ra đường bây giờ nếu như trong cái tình trạng như này mà em bảo họ, mà bây giờ ra đường em hỏi họ ra đường có dám nhận mình là người Hoa ở ngoài đường không, họ bảo là không dám. Bây giờ bảo người Hoa thôi, mặc dù mình là người Việt nhưng mà người Việt gốc Hoa thôi, là họ họ, họ bạo động, là họ đánh cả ở những người đấy đấy. Đó là cái câu chuyện em chia sẻ thật. Và hiện nay thì có một thông tin chính thức, đó là thông tin từ Nga. Các báo chí Nga đã đăng tải đưa tin về cái cuộc bạo động ở Việt Nam này và cũng khuyến cáo công dân Nga không tham gia, không đi du lịch Việt Nam trong thời gian đấy. Cái này là thông tin đã được kiểm định, là trên báo chí chính thống của Nga đã đăng tải rồi. Thì rõ ràng cái này là một cái thiệt hại rất lớn, Đúng rồi, không chỉ cho cái tỉnh Bình Thuận đó mà cho toàn cả Việt Nam. Và đúng, không chỉ riêng cái ngành du lịch mà tất cả những ngành khác, ngành phụ trợ, những ngành khác đều bị ảnh hưởng. Ừ. Đó là cái mà em thấy được trong những ngày hôm nay. Em bản thân em cực kỳ rất là bức xúc. Tối đêm hôm qua cả nhà em đều thức. Thì bây giờ hiện tại em đang ở Hà Nội, nhưng mà tối đêm hôm qua là em đang ở Thái Bình, đang ở quê nhà đấy. Là cả bố em, mẹ em, anh trai em đều thức để theo dõi cái biến động ở trong Bình Thuận. Tất cả mọi người đều rất là bức xúc. Những người dân chân chính, những người dân rất là bình thường thôi, không cần thiết phải đao to búa lớn là yêu nước hay là lên án cái này lên án cái kia, nhưng mà người ta thấy cái tình trạng cái bạo động như vậy, người ta cực kỳ rất là bức xúc. Bởi vì làm gì thì làm, nếu như rõ ràng cái Quốc hội đã có mở một trang web dự thảo online để cho tất cả những người dân có nguyện vọng, có ý kiến, có đóng góp thì vào đây đóng góp, tham gia vào ý kiến đấy. Tại sao cái chỗ như vậy, tức là đây là thể hiện Quốc hội rất rất là cởi mở, rất là dân chủ, mà tại sao những cái nơi như vậy người ta không vào ta đóng góp ý kiến mà phải đem cái việc đấy ra ngoài đường để biểu tình, để phản đối? Trong khi đó thì cái dự thảo đã được lùi xuống vào kỳ họp Quốc hội cuối năm nay, đúng không anh? Cái đúng này là người ta biết nhưng người ta cố tình xuống đường để biểu tình. Ban đầu thì cá nhân em cũng không nghĩ rằng là cái mức độ biểu tình nó nghiêm trọng như vậy, nó thành bạo, nó biến thành cái bạo loạn như vậy. Mà hầu hết khi mà xem video thì hầu hết tất cả thấy cái vụ bạo loạn đấy toàn có thanh niên chơi cho ai. Thì em nghĩ là do một phần là người ta thiếu hiểu biết, và chắc chắn là cái sự kích động đứng đằng sau đó là điều không thể tránh khỏi. Ban đầu em còn nghĩ rằng là có khi nào mà bên công an, bên an ninh cài người vào để cố tình gây ra cái sự bạo động này không, để có cớ để mà bắt mạnh tay chúng nó hay không. Đây là cái họ giả thuyết mà cái bọn phản động hiện nay đang đưa ra, là bảo do an ninh cài vào. Nhưng mà nếu mà xem xét tình hình như này thì hoàn toàn không có chuyện không phải an ninh cài vào, đúng không anh? Nếu mà an ninh cài vào để thiệt hại như này, ông nào dám cài? Ông nào mà làm tổng cục trưởng tổng cục an ninh từ chức ngay ấy chứ. Nếu mà trong cái lực lượng an ninh mà cố tình cài người vào để gây ra cái bạo động này, từ mai đuổi việc luôn đấy chứ, đâu phải chuyện đơn giản. Bây giờ gây thiệt hại rất là lớn luôn, nhìn xem xe với lại nhà cộ, nhà cửa, được toàn những thứ rõ ràng đấy. Lúc nào cũng bảo tiền thuế của dân, tiền thuế của dân, nhưng mà tiền thuế dân đóng vào đấy để mua những cái phương tiện như vậy mà cuối cùng lại đập phá nó, thì khác gì như tự bóp dái mình. đúng đúng à, Phích Phích Thực không sự rất cho là bức xúc anh. thì Phích nói vậy thì anh cũng xin phép nói tiếp nè. Qua cái trường hợp của ngày hôm qua và hôm nay là ngày 10 Tây và 11 Tây tháng 6 này, thì anh liên tưởng lại
là cũng vào tầm những tháng này của năm 2014, thì cũng về việc là vấn đề là bức xúc về vấn đề là Trung Quốc đem giàn khoan là HD 981 vào là vùng lãnh thổ thềm lục địa Việt Nam, thì người dân cũng xuống đường biểu tình. Đầu tiên thì cũng ôn hòa chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, sau đó thì lại là họ lại cũng kích động người dân, và những kẻ nước ngoài cực đoan cũng gửi tiền về, cũng giống như ngày hôm nay là bọn chúng kêu gọi người dân là đi biểu tình đó. Thì chính năm 2014 anh đang ở tại tỉnh Bình Dương là anh chứng kiến toàn bộ sự việc đó xảy ra. Lúc đó anh đang ở khu công nghiệp Nam Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương. Lúc đó thì Bình Dương là đang chuyển hóa từ là huyện Tân Nguyên, anh dạo ở là khu công nghiệp Nam Tân Nguyên, từ chuyển từ huyện Nam Tân Nguyên lên thành là thị xã là Tân Nguyên. Thì những cái kẻ kích động này hắn gây ra là những cái sự việc là gây mất an ninh trật tự, gây rối, rồi là sau đó an ninh phải là vào cuộc là truy tìm những cái đứa mà phản động, những cái đứa mà đi là gây rối rồi đốt xe rồi đập phá những cái công ty là có ảnh hưởng tới vấn đề gọi là Trung Quốc đó. Đó. Cuối cùng chính phủ Việt Nam phải bỏ ra hàng ngàn tỷ đồng để là đền bù cho những cái công ty đó và giảm miễn thuế cho họ, để là kêu gọi đầu tư trở lại để tạo niềm tin cho họ. Thì cho tới nay năm 2018 cách đúng 4 năm thì cái niềm tin đó vừa mới trở lại thôi, thì bây giờ một bộ phận người dân là nghe theo sự xúi giục của là những kẻ ngoại bang, bây giờ lại tiếp tục xuống đường là đạp đổ đi những cái gì mà chính phủ Việt Nam, nhà nước Việt Nam đang gây dựng với lại là những cái doanh nghiệp nước ngoài đó, để là làm cho đất nước Việt Nam phát triển hơn. Nhà nước Việt Nam đang trên đà, đang từng ngày từng giờ là để làm cho đất nước này, nhân dân này càng ngày phát triển, cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp. Nhưng một bộ phận người dân thiếu hiểu biết lại nghe theo những lời xúi giục, bây giờ lại là đạp đổ đi những cái thành quả của chính phủ Việt Nam, của nhà nước Việt Nam đang là gây dựng, đang là tạo điều kiện cho là người dân Việt Nam có cuộc sống ổn định và tốt đẹp hơn. Đó. Thì qua sự việc này, đây là lần thứ hai mình đang nói về vấn đề này, mình chưa nói về vấn đề là lực lượng chức năng nha bác. Qua lần thứ hai này mình mới cảm thấy rằng là bọn chúng hô hào là chính quyền Việt Nam, nhà nước Việt Nam, công an Việt Nam là hèn với giặc, ác với dân. Nhưng qua sự việc này chúng ta thấy là chính quyền Việt Nam có hèn với giặc, có ác với dân chưa? Đúng không bác? Tức là nếu như ác với dân thì như vậy tại sao AK-47 Việt Nam sản xuất được đạn mà tại sao không quay chĩa đầu súng về bắn vào những kẻ là chống lại chính quyền, chống lại là sự bình yên của đất nước này? Nhưng mà lực lượng là cơ quan công an, là lực lượng cảnh sát cơ động tại là Bình Thuận vẫn phải là coi như là rút lui để là không là trấn áp những cái kẻ là quá khích như vậy. Thì qua sự việc này chúng ta thấy quân đội Việt Nam, công an Việt Nam và chính quyền ở Việt Nam này là không hèn qua giặc và không ác với dân. Đó. Bác thấy điều đó là như thế nào? Trong cái vụ việc lần này ấy, nếu như mà người nào mà có cái sự hiểu biết về lực lượng vũ trang nhân dân ấy thì sẽ có thể dễ dàng nhận thấy ra là tất cả những cái lực lượng mà làm nhiệm vụ ở đấy hầu hết chỉ là lính cơ động nghĩa vụ và lính cơ động nên là lính mới. Nếu mà ai để ý tất cả cái trang phục của họ, tức là họ có những người lính cơ động mới mới đi nghĩa vụ đấy, thường có một cái đặc điểm nhận dạng rất là dễ, đó là cái giày mà họ đeo. Thì Đúng nếu như ai rồi, giày để ý bó. kỹ cái giày đấy thì sẽ biết đây là giày của lính nghĩa vụ mới. Và trong trong cái các clip đăng lên và kể cả cái những cái thông tin mà em có được từ bạn bè ở trong đấy thì hoàn toàn họ chỉ có nhiệm vụ là họ trấn thủ chứ họ không có tấn Đúng rồi. công.
nếu mà thực sự mà họ tấn công với một cái lực lượng mà cơ động đông như vậy và đầy đủ các phương tiện như vậy thì cái việc chấn áp cái đoàn biểu tình đấy, đoàn bạo động đấy rất dễ, rất đơn giản. Nhưng mà họ không có làm, bởi vì nếu như một bất kỳ một anh cơ động nào mà trong đấy mà không giữ được bình tĩnh thì ngay lập tức ngày mai sẵn sàng bị đuổi ra khỏi ngành luôn. Đấy là cái sự thật mà bạn bè em cũng rất nhiều nhiều người làm cơ động mà cũng chia sẻ điều đó, tức là phải có lệnh thì mới làm, không có lệnh nên không làm được. Thành ra là rất nhiều người nói với em rằng những người yêu nước ấy, người ta bảo là tại sao lại hèn nhát và nhục nhã như vậy để cho những người dân tước trang phục các thứ và đuổi ra khỏi chính trụ sở của mình như vậy. Nhưng mà thực sự mà nói họ không thể làm gì khác được, họ không được dùng cái biện pháp mạnh để họ trấn áp. Thành ra là họ phải làm như thế, và vừa để bảo toàn tính mạng của mình mà cũng vừa để chấp hành cái quân lệnh.